Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mọi người sẽ cùng với Vũ mình đi tham quan một cái xưởng sản xuất nội thất trong một ngôi nhà của mình ha. Thì nội thất ở đây nó là bao gồm là giường, tủ, ghế, tủ bếp vân vân các thứ. Đó, thì hãy chúng ta cùng đi tham quan xem coi cái xưởng mà bên công ty Thiết Phát số 8 liên kết với đơn vị là xưởng của nội thất Tú Nguyễn đó mọi người ha. Nó sẽ như thế nào và Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn cách phân biệt những cái số, một số cái vật tư ván ép như thế nào để cho mọi người biết và cách mà để mình chọn lựa ha. Cùng mọi người cùng với Vũ vào tham quan ha. Đi tham quan thì chắc Vũ sẽ mời anh Tú chủ của cái xưởng này cùng đi tham quan với mình ha. Ồ, chào anh Tú. Dạ. Anh dành ít thời gian ra để cùng Vũ với mọi người đi tham quan xưởng của mình được không ạ? Để giới thiệu những cái sản phẩm mà bên cái xưởng của mình sản xuất gồm những mặt hàng gì ha? Ồ, thì cái đây là mọi người, đây là anh Tú. Anh Tú chào mọi người. Tú, hai mọi người đó, anh Tú là chủ xưởng ha. Thì anh cũng đã có gần 10 năm trong cái nghề làm nội thất này rồi, thành ra là qua một vài công trình đã cộng tác với lại nội thất Tú Nguyễn thì công ty Thiết Phát số 8 cảm thấy rất là tin tưởng và yên tâm với cái sản phẩm mà anh đã sản xuất ra ha. Thì hôm nay cùng với mọi người đi tham quan coi cái xưởng của ảnh hoạt động như thế nào. Ô, cái xưởng này của mình nó rộng cỡ bao nhiêu mét vuông vậy anh Tú? Dạ, hơn 300 mét vuông anh. Hơn 300 mét vuông. Rồi xưởng này của mình có đầy đủ hết tất cả các máy móc để sản xuất hết à? Dạ, có đầy đủ hết. Rồi anh giới thiệu sơ những cái máy móc mà mình trang bị coi. Dạ, thì đây là bên khu vực cắt thành phẩm cắt ván của mình. Đây là cái máy cắt ván cánh gà. Máy hiện đại nhất của bây giờ. À, cái máy này mình thấy nó bự vậy là mục đích mình làm cái máy này để chi, để mình cắt nó được thẳng hơn hay sao? Dạ, thứ nhất là nó hiện đại hơn và thứ hai là cái nó nhanh tiến độ hơn. Nhanh tiến độ hơn. Dạ đúng rồi. Ở đây chúng ta có hai cái máy. Cái máy này đầu tư chắc cũng nhiều tiền ha anh Tú? Dạ, máy này thì thị trường bây giờ hiện tại khoảng tầm 180 triệu một cái. À, tầm 80 triệu một cái. Rồi ở đây mình thấy có cái máy này là máy gì đó anh Tú? Dạ, bên đây là máy xử lý gián cạnh anh. À, năm chức năng dán cạnh hả? Đã cắt những cái cạnh ván ra rồi thì mình đây em sẽ lấy những cái này cho anh xem. Cái máy này là máy dán cạnh. Thì dán cạnh là theo Vũ nghĩ là cái ván của chúng ta khi chúng ta mua về chúng ta cắt ra thì cái cạnh nó chưa được hoàn thiện và chúng ta phải sử dụng những cái miếng cạnh như thế này để chúng ta dán đúng không? Dạ đúng rồi. Đây mọi người nè, đây là những cái sản phẩm mà chúng ta cắt ra chúng ta chưa hoàn thiện thì chúng ta sẽ dán như cái này lên. Thì cái này chúng ta dán tay cũng được mà sao phải cần máy anh Tú? Dạ thì máy thì sử dụng nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ sắc nét hơn thủ công mình làm. À, nó sắc nét hơn. Dạ. Và cái độ bám dính thì nó cũng tốt hơn tốt là hơn nhiều. Là so với lại chúng ta làm thủ công bằng tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài ra thì còn cái máy móc gì nữa không? Dạ thì đây là hai cái khu vực của máy làm gỗ tự nhiên. À, đây là cái gỗ tự nhiên thì chúng ta sẽ sản xuất dựa trên những cái máy máy cắt như thế này hả? Đây là máy cắt hay máy gì? Cái này là máy bào, máy liên hợp. À, bào xong rồi mình sẽ cuốn thành phẩm ra. Ừ. Rồi bên phòng này chức năng của mình là bên này là làm cái gì? Dạ bên đây là khu vực bên đó mình cắt xong rồi mình sẽ xử lý, bên đây mình sơn vô. À, khu vực này là khu vực sơn. À, dạ. Sơn là khu vực này. Trong đây thì à, khi mà chúng ta sơn thì ở đây nó có cái quạt hút, cái quạt hút để hút bụi sơn ra ngoài ha. Rồi xong rồi phơi ngoài kia. Bên đây là cái chỗ mà chúng ta phơi cho nó khô những cái sản phẩm chúng ta vừa sơn. Thì như vậy thì mà chúng ta làm khép kín như vậy thì nó sẽ hạn chế được bụi bặm đúng không Tú? Dạ, đúng rồi. Ừ. Thì em cố tình bên đây là em sẽ ngăn phòng sơn ra, bên kia mình cắt thì bụi nó không thể nào qua đây được. Ừ. Em sẽ chia ra từng khu. Ok. Cái cách bên đó gáp thì bên đây sẽ là phòng sơn. Như vậy thì sản phẩm chúng ta làm ra nó sẽ đẹp hơn ha. Dạ. Rồi anh có một cái số thắc mắc mà của nhiều khách hàng ta hỏi những cái sản phẩm vật tư và vật liệu mà để làm lên những cái sản phẩm nội thất á, ví dụ như là giường, như tủ, nhất là đặc biệt là tủ bếp. Thì Tú giúp anh cho mọi người phân biệt những cái sản phẩm đó ha. Thì thứ nhất là anh hay nghe nói sản phẩm mà chống ẩm.
Dạ. Ha, H cái gì MDF hả? MDF chống ẩm và MDF thường thì nó khác nhau như thế nào? Và dạ, tại sao người ta chọn những cái vật liệu chống ẩm Tú? Dạ, khi mà mình phân biệt hai loại MDF thì nó sẽ có là một loại là gục vàng và một loại là gục xanh. À. Thì cái gục vàng á là nó sẽ vàng như thế này. À, đây là MDF thường đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái lỗi của nó là nó màu vàng. Nó màu vàng. Là nó không có chức năng chống ẩm đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn cái đây là màu xanh. Còn đây cái lỗi mà nó màu xanh như vậy thì là nó là sẽ là chống ẩm. Dạ, và giá thành nó sẽ khác dạ, nhau đúng không? Dạ. Thì như mọi người biết là ha, mọi người cứ nhìn thấy mà những cái ván MDF á mọi người mà nó có cái ruột màu xanh như vậy là chứng tỏ là nó có chức năng chống ẩm ha, và giá thành nó sẽ cao hơn cái loại thường mà nó cái ruột nó màu vàng như thế này. Dạ. Đó. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái vật liệu mà chống ẩm thì chắc chắn độ bền nó sẽ tốt hơn. Mọi người biết là cái độ ẩm ở Sài Gòn thì rất là cao ha. Thậm chí mấy ngày hôm nay thì nhiệt độ độ ẩm nó lên tới khoảng hơn 70% nữa. Thành ra là với những cái vật liệu mà nó chống ẩm tốt thì chắc chắn là những cái sản phẩm chúng ta xài sẽ bền hơn. Đó, tốt hơn. Rồi những cái vật liệu như là anh thấy nha, vân gỗ nó làm sẵn cái này mình gọi là gì em? Dạ cái này là gọi là MDF phủ melamine. À MDF phủ. Nó đã phủ sẵn rồi, mình không cần xử lý sơn gì nữa hết. À mình chỉ xử lý cạnh thôi đúng dạ, không em? Dạ đúng rồi. Đó. Đây là có những cái vật liệu giả gỗ mọi người thấy đẹp không? Đó, nó đã được phủ sẵn luôn ha, nó sản xuất ra được phủ sẵn hết luôn. Thì có anh thấy là như là cái loại này nó có cái loại mà cũng được phủ như vậy mà nó chống chày tốt hơn thì là nó làm sao em? Dạ nó là laminate anh. Nó là gì? Laminate hả? Nó phủ laminate. Dạ đúng rồi. À. À, anh thấy cái cuộn này là dạ đúng rồi. À để mà cái sản phẩm mà chúng ta đó mọi người, cái sản phẩm của chúng ta mà nó cái bề mặt này chúng ta muốn cho nó bền hơn, nó chống chày tốt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái MDF phủ laminate này. Dạ, vâng. Đây là laminate nè mọi người, nó là một cái tấm dày và họ sẽ dán lên cái mặt dán ép của chúng ta ha, thì cái chất liệu này nó sẽ nó tốt hơn rất là nhiều so với lại cái anh làm sẵn này. Dạ. Anh ngày gọi là anh melamine. Dạ, đúng rồi. Đó. Nhưng mà chắc chắn rồi, mọi người thấy thì nó bền hơn, nó tốt hơn thì chắc chắn giá nó sẽ cao hơn ha. Thành ra là tùy vào cái túi tiền của mình mà mình chọn. Mình chọn cái sản phẩm mà nó phù hợp với lại nhu cầu của mình, cũng như nó vừa với túi tiền của mình thì mình có quyền mình chọn. Còn ngoài ra anh thấy mà có những sản phẩm rất là đẹp, nó rất là bóng mà như gương nó phủ một cái lớp nhựa đó, nó kêu là gì em? Dạ đó là acrylic anh. Acrylic ha. Dạ đúng rồi. Acrylic đó là như là chỉ có độc quyền anh Đăng Cường ha. Dạ bên ngoài cũng có nhưng mà hầu như bên ngoài thì chất lượng nó không tốt bằng An Cường, và cái đường độ nét của nó thì nó không có bằng An Cường. Ví dụ những cái đường line mà mình dán cạnh thì đó, nó sẽ không tốt hơn. Thành ra là mọi người cũng nên lưu ý ha, cái vấn đề và những cái dán ép mà đặc biệt là acrylic thì ở ngoài trước đây Vũ cứ tưởng là chỉ có An Cường không, nhưng mà thực sự thì nó vẫn có cái hàng trôi nổi ở ngoài ha. Chưa bây giờ rất là trà. Thành ra là mọi người cũng nên lưu ý. Thì mình có cách nào phân biệt hàng An Cường và hàng trôi nổi ở ngoài mà nó giả An Cường không em? Dạ thì bên ngoài thì nó có thể là, ví dụ nó có thể là nhái khoảng tầm 20-30% thôi. Vì thực sự An Cường ra thì cái màu acrylic nó khoảng tầm mấy trăm màu lận. Nhưng mà bên ngoài nó chỉ có khoảng tầm 20-30 màu thôi. À cái độ đa dạng của sản phẩm An Cường nó nhiều hơn, màu dạ, sắc đó. Nó nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Đâu em màu... cho coi những cái mẫu mà của acrylic em. Dạ đây. Đây. Đây là cái mẫu acrylic bóng dương. Đây. Có một lớp bảo vệ bóng bên ngoài. Mọi người coi rất đẹp ha mọi người ha. Đây nó phải sơn ha, nó phủ một cái lớp nhựa rất là bóng. Đó. Đó mọi người. Đó. Nó không phải là sơn bóng lên ha mọi người ha. Nó được phủ lớp nhựa bóng nè. Và chỉ cái anh Đăng Cường này anh làm mới sắc sảo nhất thôi. Và thường cái sản phẩm này người ta dùng để làm tủ bếp nhiều đúng không em? Dạ đúng rồi. Cái này chỉ làm duy nhất là mình làm cánh cửa bên ngoài thôi. Còn bên trong mà làm luôn thì giá thành chịu không nổi. À nhưng mà nhất thiết bên trong thì cũng đâu có cần đẹp đâu. Thành ra là bên trong mình chỉ sử dụng những cái ván chống ẩm là ok rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó. Thì mọi người đã thấy rồi, Vũ giới thiệu sơ một số cái sản phẩm mà tiêu biểu về nội thất mà các gia chủ hay chọn. Thì Tú đây thì Vũ thấy đánh giá là một người làm ra sản phẩm là thứ nhất là phục vụ rất là chu đáo, thứ hai là làm rất là kỹ và sắc nét và ít bị khách hàng mắc vốn. Đó, thành ra là mọi người nếu mà có làm nội thất thì hãy liên hệ với Vũ hoặc liên hệ với Tú luôn cũng được. Vũ sẽ để số điện thoại của Tú ở dưới comment ở bên dưới để mọi người liên lạc, để mà mình chọn một cái đơn vị làm nội thất nhà mình nó tốt nhất.
Thì sẵn đây thì Vũ sẽ điều giá với Tú luôn để cho mọi người có được những cái khuyến mãi mà nó tốt, đặc biệt là trong cái mùa mà mùa không cao điểm. Vào lúc này ha, thì mùa cao điểm của mình mỗi năm là lúc nào em? Dạ khoảng tầm tháng 10 anh. Ờ à, tháng 10 cho tới Tết. Dạ đúng. Thì lúc đó nhà người ta bắt đầu ta chuẩn bị làm hoàn thiện để vào dịp Tết để cho có một cái nhà nó mới hơn. Dạ. Thì trong cái mùa mà không cao điểm như vậy đó thì bên em có những cái khuyến mãi nào mà dành cho khách hàng không? Dạ thì hiện tại thì bên em cũng có đang dành khuyến mãi là ví dụ mà cái hợp đồng trị giá mà căn nhà khoảng tầm trên 100 triệu á, thì em sẽ tặng một cái giường và trị giá khoảng tầm 5 triệu. Rồi mình thí dụ mình đổi cái giường đó qua một cái tủ giày đồ này nọ được không em? Dạ vẫn được. Có nghĩa là đơn hàng mà trên 100 triệu mọi người sẽ được tặng một cái phần nội thất trị giá khoảng 5 triệu ha mọi người ha. Dạ. Rồi thí dụ người ta không xài cái đó người ta được trừ vô cái hợp đồng rồi được không em? Dạ được. Được luôn mọi người ha. Dạ. Mọi người lưu ý ha, cái này cũng là một cái phần tri ân khách hàng mà nội thất Tú Nguyễn cũng đang áp dụng. Rồi cái dù sản phẩm mà nó cao hơn dù 200 triệu thì sao em tặng thêm được cái gì? Nó trên 200 triệu thì sẽ ví dụ như kệ tivi hoặc là mình giường có cao cấp hơn. Ừ. Nó trị giá cỡ bao nhiêu? Trị giá sẽ khoảng tầm 10 triệu trở lên. Đúng ra mua sỉ phải tặng hơn chứ, ví dụ lên 15 triệu em có tặng không? Lên 15 triệu. Đó thì chết luôn à. Khi mình làm một cái sản phẩm về nội thất cho khách hàng đó em thì thường là chúng ta cũng phải thiết kế trước. Dạ, đặc biệt là vấn đề về thiết kế về nội thất thì bên em có tặng cho khách hàng cái gói mà thiết kế nội thất để cho khách hàng biết được sản phẩm sắp tới của mình thế nào em? Dạ từ trước giờ thì bên em đơn vị em làm là miễn phí thiết kế 3D cho chủ nhà hết. Thì khi em đã sản xuất thì bên em phải làm một cái bản vẽ thiết kế 3D để trình cho chủ nhà. Chủ nhà xem ok duyệt thì bên em mới sản xuất. Thì cái chi phí thiết kế bên em đã miễn phí cho chủ nhà hết rồi. Mọi người lưu ý ha, cái chi phí và thiết kế nội thất thì nó rất là đắt. Đó, thành ra là với được mà được thêm một cái sự ưu đãi của bên phía anh Tú mà xưởng nội thất Tú Nguyễn đây nữa thì mọi người sẽ đỡ đi một cái chi phí rất là nhiều về thiết kế, cũng như là nó sẽ chỉnh chu hơn cho những sản phẩm chúng ta sắp tới, mà tránh thì chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã, vì ngay từ đầu chúng ta có thiết kế chỉnh chu rồi thì chắc chắn là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ được hoàn thiện một cách tốt hơn, đúng như những cái gì mà chúng ta mong đợi. Mọi người cứ yên tâm, cái khuyến mãi đó chỉ là những cái phần để mà chúng ta có thể thương lượng với lại bên nhà thầu thôi. Còn chúng ta vẫn đặc biệt quan tâm nhất là cái chất lượng cũng như cái thẩm mỹ, nhất là nội thất thì cái thẩm mỹ nó rất là quan trọng ha mọi người ha. Vũ ở đây thì cũng đã gặp rất là nhiều những cái xưởng cũng như những cái đơn vị làm nội thất rất là tệ. Họ làm thì có thể giá thì rẻ đó, nhưng mà ngược lại cái sản phẩm làm khi mà sử dụng chủ nói chỉ trong vòng khoảng tháng thôi thì là nó đã có những cái sự cố, và nhiều khi kêu họ bảo hành thì họ cũng không có thèm bảo hành nữa. Thì em khi là sản phẩm em làm ra thì bảo hành cho khách hàng là... Dạ 24 tháng. 24 tháng. Thời gian bảo hành là sẽ 24 wow. tháng. Còn bảo trì là vĩnh viễn. Đây mọi người ha. Đây là Tú sẽ bảo hành cho mọi người tới 2 năm đó mọi người. 24 tháng là 2 năm. Và bảo trì thì sẽ phục vụ trong suốt quá trình mình sử dụng luôn. Đây là một cái dịch vụ phục vụ rất là chu đáo để cho mọi người yên tâm sử dụng sản phẩm. Đó. Thì sắp tới đây thì Vũ chắc cũng sẽ liên kết với Tú để làm những cái nội thất, những căn nhà của mình xây. Đó, để cho những cái công trình của Vũ sẽ được chỉnh chu hơn, nó sẽ được hoàn thiện tốt hơn. Đó, với những cái gói combo và giá nó sẽ rất là ưu đãi dành cho khách hàng ha. Và video clip hôm nay Vũ mong rằng sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một nhà thầu làm nội thất. Dạ, nhân đây tốt thì hơn. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và... chào mọi người. Rồi mong rằng sắp tới thì mọi người sẽ có được một cái nhà thầu nó hoàn toàn là yên tâm hơn để mà cộng tác với mình trong ngôi nhà của mình, nó càng ngày nó càng hoàn chỉnh và thẩm mỹ đẹp hơn ha mọi người ha. Và chúc mọi người sắp tới có một ngôi nhà thật là ưng ý, đúng như những gì mình mơ ước. Bye bye.